nói luôn cho mấy ngày hôm nay dọn dẹp nhà cửa muốn vẽ rồi, ở ngoài đường còn rác các nơi, nhà cửa thì lúc nào cũng bày hài như con mèo mấy dịu. Hèn chi mấy bữa giờ tôi đi trên đường mà cứ tưởng đi vào cái chốn bầu la sương mù nào không. Cái này tôi biết nè, mới tới hôm qua luôn. Ở Hồ Nguyên Diệu đi bằng hai tại Việt Nam vượt quá 4 tiếng này, xong đấy là mẹ không thể đảm bảo. Đây là một thực trạng ô nhiễm đáng báo động. Cái hồng nó đúng đấy. Ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, thế coi chiến nhân dân thì xấu. Tôi biết nè, đó là do sinh hoạt của con người và trong sản xuất, cũng như là các phương tiện giao thông gây ra và ý thức kém của họ. Hại của môi trường rất là to lớn, gây nhiều các loại bệnh về phổi, tim mạch, não và Việt Nam nữa. Không chỉ ở con người mà ở động vật, thực vật cũng bị ảnh hưởng, còn làm thay đổi khí hậu nữa. Ô nhiễm môi trường còn gây ra các tác hại đến thiên nhiên. Vậy làm sao để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường? Có rất nhiều cách để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, như là gom rác thải và gom các giấy để bán lại. Hiện nay thì mình muốn hỏi các bạn học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Trang là có cách nào khác để khắc phục nữa không? Dạ mời bạn xem. Theo mình thì còn cách tiếp tục nữa là phải tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Dạ cảm ơn bạn. Bổ sung thêm gì không chứ bạn Hòa không nói hết trơn vậy. Người nói rất đúng, nhưng lời nói chỉ là lý thuyết suông, hành động mới là tốt nhất. Ngay bây giờ ta hy động cả triều đình xuống trần gian cùng các bạn học sinh trường trung học phổ thông Nguyễn Trăng dọn dẹp và tuyên truyền với mọi người về các biện pháp bảo vệ môi trường để giữ cho một môi trường xanh, sạch, đẹp. Let's go! Thầy tối đẹp cho giới vũ trụ nha. Thank you.
huyện bảo tồn và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên về mục đích A. khai thác các tài nguyên thiên nhiên, B. tham quan các cảnh quan thiên nhiên, C. góp phần làm cho phong cảnh ngày càng tươi đẹp và môi trường sống xanh sạch đẹp, D. mang lại lợi ích cho con. Đáp án của mình là câu D. Câu trả lời của bạn không chính xác. Rồi bạn Nam lớp 10 bạn. Bạn tiến lên phía trước. Là câu C. Câu của bạn, câu trả lời của bạn chính xác. Kết thúc phần trả lời những câu trắc nghiệm. Tiếp theo là những câu hỏi tự luận. Xin mời các bạn chú ý lắng nghe câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, bạn có thể kể tên những cảnh quan thiên nhiên ở thị xã Hoài Nhơn không? Hãy kể tên, hãy kể tên. Mời bạn nữ lớp 19. Nhưng mà cảnh quan thiên nhiên thì cũng này chỉ là cảnh quan. Gần rồi hả? Cho có mình là cảnh quan thiên nhiên. Đúng không? Chúng ta cần phải làm những việc gì để bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương? Mời bạn nữ lớp 18. Theo mình thì đầu tiên là nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người dân, không vứt rác bừa bãi ở nơi công cộng và tuyên truyền cho mọi người về mỗi tuần một bị kẹ mày. Dạ, chúng ta còn phải làm những việc để bảo quan cảnh quan thiên nhiên. Xin được chúc tất cả thầy cô cùng các bạn ở đây một năm mới bình an, hạnh phúc, may mắn. Xin cảm ơn.